Hello, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay là Chủ nhật ngày 20 tháng 11 năm 2022. Hiện tại thì Nick đang có mặt ở sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Cho nên buổi sáng ngày hôm nay các chuyến bay như thế nào? Thì Nick tiếp tục quay và review lại cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem luôn nha. Bây giờ thì xin mời tất cả cô chú anh chị và các bạn cùng qua sảnh đón ra đến quốc tế đằng kia. Chúng ta cùng review buổi sáng ngày hôm nay. Bây giờ là 10 giờ 32 phút và trên bảng điện tử thể hiện các chuyến bay đến buổi sáng ngày hôm nay. Biết thấy có chuyến bay đến từ Đài Bắc Đài Loan của hãng hàng không Eva Air BR395 đã hạ cánh lúc 9 giờ 38 thay vì 9 giờ 50. Chuyến bay đến từ Đài Bắc Đài Loan của hãng hàng không China Airlines CI781 cũng đã hạ cánh lúc 10 giờ. Đây là chuyến bay liên kết với hãng hàng không Vietnam Airlines. Tiếp theo sau đó, Nick thấy có các chuyến bay đến từ Kuala Lumpur của hãng hàng không Malaysia đã hạ cánh lúc 9 giờ 38, chuyến bay của hãng hàng không AirAsia hạ cánh lúc 10 giờ 15 và chuyến bay của hãng hàng không Vietjet đến từ Seoul, Hàn Quốc đã hạ cánh lúc 10 giờ 15. Một chuyến bay khác của hãng Hồng Kông Cathay Pacific đến từ Hồng Kông đã hạ cánh lúc 10 giờ 30 thay vì 10 giờ 15. Đây là chuyến bay liên kết với hãng hàng không Vietnam Airlines. Rồi Nick cũng thấy một chuyến bay khác đến từ Đài Trung của Đài Loan. Đây là chuyến bay của hãng hàng không Mandarin đã hạ cánh lúc 10 giờ 20. Và một chuyến bay của hãng hàng không China Southern CZ3069 đã hạ cánh từ Quảng Châu, Trung Quốc lúc 10 giờ 05 thay vì 11 giờ. Và tiếp theo sau đó, buổi trưa ngày hôm nay lúc 11 giờ sẽ có chuyến bay của hãng hàng không Singapore SQ178, rồi chuyến bay đến từ Seoul, Hàn Quốc của hãng hàng không Asiana OZ731, rồi lại có chuyến bay của hãng hàng không Eva Air BR391 đến từ Đài Bắc, Đài Loan sẽ hạ cánh lúc 11 giờ 15. Và còn nhiều chuyến bay khác nữa sẽ đến buổi trưa và chiều tối ngày hôm nay. Bây giờ thì Nick thấy là có rất nhiều bà con cô bác Việt Kiều về trên chuyến bay của hãng hàng không Eva BR395 đã xong thủ tục và đi ra ngoài. Hiện tại thì hầu như ngày nào hãng hàng không Eva Air cũng có hai chuyến bay chính thức vào buổi sáng và buổi trưa đến từ Đài Bắc Đài Loan. Đó là chuyến bay BR395 đáp từ lúc 9 giờ 50 hoặc là chuyến bay BR391 sẽ hạ cánh lúc 11 giờ 35. Trong khi đó thì hãng China Airlines cũng đến từ Đài Bắc Đài Loan thì hiện tại chỉ có một chuyến bay đến vào lúc tầm khoảng 10 giờ sáng mỗi ngày. Và chuyến bay này đôi khi lại là chuyến bay liên kết với hãng hàng không Vietnam Airlines, có nghĩa là hãng hàng không Việt Nam có quyền được bán một số chỗ trên chuyến bay này. Do vậy thì so về sự vượt trội, có thể nói là hãng hàng không Eva của Đài Loan đã vượt trội hơn hãng China Airlines này khá là nhiều. Quý cô chú anh chị và các bạn thân mến, gần đây thì có nhiều bà con cô bác chuẩn bị về thăm quê hương, thăm Việt Nam. Và có rất là nhiều vấn đề quan tâm về việc xuất nhập cảnh, thủ tục xuất nhập cảnh cũng như thủ tục hải quan Việt Nam. Thì một trong những vấn đề mà cô chú anh chị quan tâm nhiều đó là về vấn đề mang song tịch. Một số người đã bắt đầu xin lại được hộ chiếu Việt Nam và cảm thấy là còn rất là nhiều băn khoăn lo lắng, không biết sử dụng như thế nào cho hợp lý, hợp lệ, nên tiếp tục có những câu hỏi liên quan gửi đến cho Nick trong hôm nay. Video clip này Nick tiếp tục sẽ nhắc lại về vấn đề mà các cô chú anh chị đã lấy lại được hộ chiếu và như vậy là chúng ta đã được mang song tịch, có hai quốc tịch. Nick lấy ví dụ điển hình đó là Mỹ nha, quốc tịch Mỹ và quốc tịch Việt Nam. Hiện tại thì có nhiều người đã làm lại được hộ chiếu thì bằng cách này hay cách khác, có thể làm trực tiếp tại lãnh sự hay đại sứ quán Việt Nam tại các thành phố của Mỹ như là tại thủ đô Washington hay là tại San Francisco, hoặc là làm qua các đại lý vé du lịch hay là các công ty du lịch. Nhưng chúng ta đã làm lại được hộ chiếu rồi
Điều này khi mà chúng ta làm lại được hộ chiếu có nghĩa là chúng ta đã có lại quốc tịch Việt Nam và có thể về Việt Nam đi thăm thân nhân, đi du lịch thoải mái, dễ dàng mà không cần phải xin visa Việt Nam nữa. Thì thứ nhất Nick muốn nói đây đó là về chính sách đa quốc tịch tại các quốc gia để chúng ta tìm hiểu thêm. Một số của chú anh chị cho rằng là Mỹ không có cho mang song tịch, nhưng thật ra không phải. Trong cái trang web của chính phủ Mỹ, đó là trang web travel.state.gov của chính phủ Mỹ đều có để vấn đề về dual nationality, có nghĩa là vấn đề song tịch. Thì có một cái câu để là US law does not mention dual nationality or require a person to choose one nationality or another. Thì điều này khẳng định là luật của Mỹ không đề cập đến vấn đề song tịch hay là yêu cầu một người tới chọn một cái quốc tịch hay là một cái kia. Có nghĩa là luật của Mỹ không quy định. Như vậy thì chúng ta có được phép mang song tịch hay không? Xin thưa là được. Như vậy thì không phải băn khoăn lo lắng thắc mắc gì hết. Cô chú anh chị đã lấy lại hộ chiếu Việt Nam là chúng ta có quốc tịch Việt Nam và chúng ta được phép như vậy. Còn nếu ai chưa hiểu về luật, đọc cái câu này mà chúng ta còn thắc mắc lo lắng thì chúng ta có thể tìm đến các văn phòng luật sư tại Mỹ và chúng ta hỏi thêm nhé. Chứ còn để tranh cãi thì ở đây Nick cũng không muốn tranh cãi thêm, bởi vì sao? Bởi vì quy định nó có ghi rõ như vậy rồi, không cần phải nói nhiều đâu. Ai chưa hiểu thì tìm luật sư ở bên đó, họ giải thích cho chúng ta để chúng ta nắm rõ hơn nhé. Còn ở đây Nick muốn giới thiệu đến cô chú anh chị là những quốc gia nào hiện tại cho song tịch hoặc là đa quốc tịch. Thì trước tiên có thể nói những nước được chấp nhận đa quốc tịch như là có Úc nè, Anh nè, Pháp, Mỹ, Canada. Ở những nước này á thì chấp nhận cho song tịch hoặc là giữ 2-3 quốc tịch hay là nhiều hơn nữa tùy theo ý muốn của người công dân đó. Còn những nước sau đây không chấp nhận đa quốc tịch thì gồm Nga nè, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và một số nước châu Âu nữa. Đối với nước Đức thì chỉ có trẻ em sinh ra có cha hoặc mẹ là công dân Đức hoặc là thường trú nhân ở Đức từ 3 năm trở lên thì có thể xin nhập quốc tịch Đức, bất kể là có đồng thời quốc tịch nước nào khác không. Còn nếu người thành niên xin nhập quốc tịch Đức thì họ phải từ bỏ quốc tịch hiện tại. Như vậy thì luật của Đức cũng nêu rất là rõ, có nghĩa là trẻ em thì có thể là xin tạm thời được quốc tịch Đức và giữ một quốc tịch của nước khác cho đến khi mà đủ tuổi thành niên rồi thì phải lựa chọn là mang một trong hai quốc tịch mà thôi. Có nghĩa là nếu chọn Đức thì phải bỏ quốc tịch khác. Ví dụ là đang có quốc tịch Việt Nam mà 18 tuổi đủ rồi thì phải quyết định là mang quốc tịch Đức thì bỏ quốc tịch Việt Nam. Còn ngược lại, nếu không bỏ quốc tịch Việt Nam thì chỉ được là mang quốc tịch Việt Nam và không xin nhập quốc tịch Đức được. Rồi, vấn đề thứ hai ở đây là khi các cô chú anh chị mình đã có song tịch, ví dụ là quốc tịch Mỹ và quốc tịch Việt Nam, chúng ta đã có hai cái passport là hai cái hộ chiếu của hai nước. Bây giờ sử dụng như thế nào? Thì cũng không có gì khó khăn đâu, rất là đơn giản. Cô chú anh chị mình khi có passport Việt Nam thì không cần xin visa Việt Nam. Khi về Việt Nam thì chúng ta thứ nhất là gì, kiểm tra lại cả hai hộ chiếu Mỹ và Việt Nam còn đủ thời hạn trên 6 tháng hay không. Còn phải trên 6 tháng sau đó chúng ta sẽ mua vé máy bay rồi chúng ta đi về Việt Nam thôi. Và khi ra sân bay làm thủ tục thì chúng ta trình những giấy tờ gì? Đơn giản là khi làm thủ tục check-in hàng không trình cả hai hộ chiếu của Việt Nam và của Mỹ. Tại sao? Bởi vì khi làm thủ tục của hàng không thì họ cần biết là chúng ta vào Việt Nam có visa Việt Nam hay không. Để được miễn visa Việt Nam thì chúng ta phải là có quốc tịch Việt Nam và có hộ chiếu Việt Nam chứng minh là chúng ta không cần visa Việt Nam. Như vậy cần trình cả hai hộ chiếu khi làm thủ tục check-in tại Mỹ. Rồi khi vào trong chúng ta xuất cảnh Mỹ thì chúng ta chỉ cần trình passport Mỹ nha. Trình passport Mỹ là sẽ xuất cảnh khỏi nước Mỹ và tại khâu đó không cần trình hộ chiếu Việt Nam đâu. Nếu nhắc lại, tại khâu xuất cảnh Mỹ chỉ cần trình passport Mỹ và cái thẻ lên máy bay là chúng ta làm thủ tục xuất cảnh Mỹ. Và trong quá trình di chuyển về Việt Nam có thể là chúng ta quá cảnh ở một nước nào khác, ví dụ quá cảnh Đài Bắc Đài Loan nè, hay là quá cảnh tại
Hàn Quốc nè, hay là quá cảnh tại Nhật Bản nè, hay quá cảnh tại một số nước khác, đôi khi là họ cần kiểm tra giấy tờ đầy đủ, và cũng như tại check-in tại Mỹ đó, họ cần biết là có quốc tịch Việt Nam hay là visa Việt Nam hay không, thì họ có thể yêu cầu là chúng ta trình đủ giấy tờ, thì khi đó chúng ta trình cả hai hộ chiếu luôn, hộ chiếu Mỹ và hộ chiếu Việt Nam. Rồi, đơn giản vậy thôi. Và sau đó khi tới Việt Nam thì chúng ta trình passport Việt Nam, nhập cảnh vào Việt Nam, hộ chiếu Việt Nam thì chúng ta sẽ được đóng dấu mộc nhập cảnh vào, và chúng ta vào Việt Nam thì chúng ta ở 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng hay lâu dài hơn nữa là đều được, bởi vì khi đó chúng ta có quốc tịch Việt Nam rồi, mang hộ chiếu Việt Nam rồi, không bị giới hạn vấn đề ngày lưu trú, thời hạn lưu trú tại Việt Nam bao lâu. Ví dụ là chúng ta chỉ xin visa 5 năm thì ở đó có thời hạn là chúng ta chỉ tối đa một lần được nhập cảnh ở 6 tháng mà thôi, và hết thời hạn đó phải đi xin gia hạn thêm. Còn đối với passport Việt Nam, hộ chiếu Việt Nam á, thì chúng ta nhập cảnh được ở thoải mái, không cần phải gia hạn gì hết. Rồi, khi nào mà chúng ta quay trở về Mỹ, quay trở về nước sở tại thì làm thủ tục như thế nào? Cũng tương tự như vậy, tại quay làm thủ tục hàng không tại sân bay Tân Sơn Nhất, chúng ta trình cả hai hộ chiếu Việt Nam và hộ chiếu Mỹ để chứng minh là chúng ta đi Mỹ có visa Mỹ. Không cần visa Mỹ thì phải có passport Mỹ để chứng minh là có quốc tịch Mỹ, không cần visa. Đó, chúng ta trình cả hai hộ chiếu Việt Nam và hộ chiếu Mỹ. Thế là nhân viên check-in hàng không sẽ làm thủ tục cho mình. Xong vào trong, của chú anh chị mình xuất cảnh khỏi Việt Nam thì trình passport Việt Nam. À, chúng ta phải nhớ là trình passport Việt Nam cộng với thẻ lên máy bay là ok. Sẽ đóng dấu mộc xuất cảnh khỏi Việt Nam và hộ chiếu Việt Nam. Rồi xong vào trong lên máy bay, bay về Mỹ. Về tới Mỹ thì chúng ta trình hộ chiếu Mỹ để nhập cảnh vào nước Mỹ. Thế là xong, đơn giản như vậy thôi. Rồi có một câu hỏi là nếu chúng ta có song tịch cả hai passport Mỹ và Việt Nam, về Việt Nam đi chơi một nước thứ ba thì như thế nào? Thì ở đây chúng ta lưu ý, ở nước thứ ba đó sẽ có những cái đòi hỏi, những điều kiện yêu cầu mà chúng ta cần phải đáp ứng một số giấy tờ liên quan, đặc biệt là hậu Covid. Thì một số nước hiện tại là còn nhiều điều kiện khó khăn, chưa bỏ hết những cái liên quan đến Covid như là vaccine. Vaccine hiện tại thì nhiều nước vẫn yêu cầu, do đó thì cô chú anh chị về Việt Nam đi chơi một nước du lịch nước khác thì cần phải lưu ý nhé. Cái vaccine mặc dù Việt Nam không đòi hỏi nè, Mỹ không đòi hỏi, nhưng mà nước khác có thể đòi hỏi. Do đó nếu mà chúng ta có tiêm vaccine đầy đủ thì nhớ là mang theo bên mình đi đâu cũng vậy, trong thời gian hiện tại và có lẽ là trong 1-2 năm nữa vẫn phải mang cái tiêm chủng vaccine đó đi theo. Ví dụ đi Singapore chơi, bây giờ đang ở Việt Nam rồi, đi Singapore thì quốc tịch Việt Nam nè, chúng ta có hộ chiếu Việt Nam được miễn visa đi Singapore, thì cô chú anh chị mình ví dụ đi chơi Singapore, chúng ta mang passport Việt Nam xuất cảnh khỏi Việt Nam và nhập cảnh vào Singapore là không cần xin visa. Thật ra thì passport Mỹ cũng là miễn visa Singapore, vào Singapore cũng không cần visa nữa. Tuy nhiên đúng về nguyên tắc thì là khi nhập cảnh vào Việt Nam bằng hộ chiếu Việt Nam thì chúng ta xuất cảnh phải bằng hộ chiếu Việt Nam. Và để an tâm hơn thì nó cũng khuyên là cô chú anh chị khi xuất nhập cảnh ở Việt Nam hay bất cứ nước nào, chúng ta cứ mang theo hai hộ chiếu nha, đừng bỏ một cuốn hộ chiếu trở lại Việt Nam, rồi sau đó có những khi mà có chuyện phát sinh là chúng ta có thể gặp rắc rối nha. Nói chung là có hai quốc tịch, có hai hộ chiếu cứ mang theo khi xuất nhập cảnh các nước, thế là ok. Bây giờ thì Niết thấy là có nhiều bà con cô bác trên chuyến bay của hãng hàng không China Airlines đến từ Đài Bắc Đài Loan đã xong thủ tục và đang đi ra ngoài. Thật sự khó nhận biết là ai sẽ đi trên chuyến bay nào. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta để ý tí nhìn vào cái tác hành lý dán trên hành lý của mọi người đó thì có thể biết được người đó đi trên chuyến bay nào.
Quý cô chú anh chị và các bạn thân mến, lại tiếp tục có những câu hỏi quen thuộc mà Nick cũng đã nhận được gần đây. Đó là vấn đề mang tiền về Việt Nam. Có nhiều người chuẩn bị về, bắt đầu vào tìm hiểu, hoặc là có những người đã từng nghe về vấn đề này, nhưng mà lại là mong muốn có sự thay đổi nào đó hoặc thông tin nào đó nó có khác gì trước hay không. Thì trong video clip này, Nick lại tiếp tục nhắc lại để bà con cô bác mình nắm rõ trở lại nha. Theo quy định của Việt Nam thì chúng ta xuất nhập cảnh Việt Nam được phép mang tối đa 5.000 đô la Mỹ tiền mặt hoặc là các ngoại tệ khác tương đương khoảng 5.000 đô la Mỹ thì chúng ta không cần phải khai báo. Nếu mà mang vượt trên số tiền đó thì chúng ta phải khai báo. Và đối với là cô chú anh chị mình là ở nước ngoài về đó mà chúng ta mang trên 5.000, thực tế thì mang 5.000 mấy, 6.000 hay 7.000 Nick thấy là đôi khi cũng không, hầu như không có ai khai báo hết, nhưng mà vẫn qua bình thường và không ai bị chặn lại để kiểm tra về vấn đề tiền. Nhưng mà là do quy định thì cũng phải lưu ý, nếu chúng ta mang nhiều quá, ví dụ 10.000, 15.000, 20.000 thì nếu số lượng đó, tốt nhất là chúng ta có khai báo. Và khai báo là có bị đóng thuế gì hay không, nhiều người vẫn quan tâm vấn đề này, thắc mắc vấn đề này khá là nhiều. Nick xin thưa là nhập cảnh vào Việt Nam mang số tiền trên 5.000, khai báo không có bị đóng thuế gì hết, không có phải mất thuế gì hết nhé. Chúng ta hoàn toàn yên tâm, nếu có khai báo đều không bị mất tiền, không bị mất phí, không bị mất thuế. Chỉ có vấn đề duy nhất đó là chúng ta phải dừng lại tại cái chỗ máy soi hành lý là khu vực hải quan đó. Chúng ta yêu cầu để được khai báo mang nhiều tiền, mang ví dụ là 10.000, 15.000 gì đó, thì mất thời gian tí xíu là điền vào cái form. Điền vào cái form vài phút đó xong rồi họ xác nhận, họ kiểm tra là tiền chúng ta có mang đúng như vậy, rồi đóng mộc và trả giấy lại là chúng ta sẽ qua hải quan vào Việt Nam. Đó, chỉ là cái khâu đó thôi. Và mọi người sợ mất thời gian là phiền phức, rồi nên là đa số không có khai báo. Và trên thực tế thì nhiều cô chú anh chị mình đã về rồi, mang số lượng tiền cũng 7-8 ngàn, 10 ngàn hoặc trên nữa, nhưng mà hầu như cũng khai báo và cũng cho biết cái mẹo, cái biết là cũng không có ai kiểm tra vấn đề tiền mang vào đâu. Mà chỉ lưu ý là đừng có để một cục nó dày quá. Ví dụ chúng ta mang tờ 50, 20 chẳng hạn mà nó dày nhiều quá thì để cùng một cái túi khi qua máy soi của hải quan Việt Nam thì dễ bị nhìn thấy và khi đó có thể bị hỏi là mang tiền như thế nào. Thì tốt nhất cách là mọi người chia sẻ đó là gì? Chia nhỏ ra, có thể để trong túi xách tay một phần, để trong quần áo một phần và để trong cái túi khác của người khác trong gia đình một phần, để không bị dồn một cục quá nhiều số tiền là sẽ ok, không bị vấn đề gì. Và kinh nghiệm cho thấy thì Nick thấy là khi nhập cảnh vào hầu như không ai bị đòi hỏi về kiểm tra tiền mang vào vượt trên 5.000 hay không. Chỉ khi nào mà có những hành vi mà vi phạm quá lớn, ví dụ là mang cả một vali vài chục ngàn, vài trăm ngàn đô la Mỹ, quá nhiều tiền trong đó mà không khai báo thì chắc chắn khi qua máy soi bị phát hiện sẽ bị phạt. Còn đối với cô chú anh chị, chúng ta mang trên 5.000 một tí nè, 6-7 ngàn gì đó, chắc thường là cũng không có bị chặn lại để hỏi đâu nha. Thì chúng ta có thể tham khảo thêm ý kiến, comment bình luận của các cô chú anh chị khác trước đây đã cho những cái mẹo và cho những cái thông tin cũng rất là quý báu. Thì nhân đây qua cái video clip này, Nick cũng mong muốn là nếu cô chú anh chị mà có kinh nghiệm trước đây đã nhập cảnh vào Việt Nam mang số tiền trên 5.000 và bao nhiêu đó mà chúng ta đã có kinh nghiệm nhập cảnh mà chúng ta thấy là nó không có vấn đề gì, hoặc là nó đã từng xảy ra vấn đề gì như thế nào, vui lòng có thể chia sẻ cho bà con cô bác khác, những ai mà chuẩn bị về Việt Nam, để chúng ta đọc thêm, biết thêm thông tin, nắm rõ và chúng ta yên tâm hơn về vấn đề này. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều nha. Cũng xin nói thêm với cô chú anh chị và các bạn rằng là nếu chúng ta mang 10.000 và chúng ta dự định là sẽ mang từ Việt Nam ra khỏi Việt Nam cũng khoảng 10.000 đô la Mỹ đó thì chúng ta nên khai báo, bởi vì cái giấy mà khi chúng ta khai báo mang vào 10.000 đó là cái giấy phép mà chúng ta được phép mang tương đương 10.000 đô la Mỹ ra khỏi Việt Nam khi chúng ta xuất cảnh rời khỏi Việt Nam về nước sở tại nha. Đó là cái giấy chứng nhận đó, cho nên là nó thật sự là có lợi chứ không phải là nó phiền đâu. Còn nếu chúng ta nghĩ là thôi mang tiền về Việt Nam xài ít bữa là hết rồi, về lại Mỹ, về lại các nước sở tại không còn bao nhiêu, dưới 5.000 thì ok, chúng ta có thể là bỏ qua cái khâu khai báo đó.
Và cái vấn đề mà xuất cảnh khỏi Việt Nam thông thường mang tiền ra khỏi Việt Nam mới là bị kiểm tra ngặt nghèo hơn so với là chúng ta nhập cảnh. Có nghĩa là khi rời khỏi Việt Nam thường là hải quan Việt Nam sẽ kiểm tra mang trên 5.000 đô la Mỹ chắc chắn sẽ bị phạt và bị đóng tiền cũng khá là nhiều. Do đó thì rời khỏi Việt Nam lưu ý cô chú anh chị nên làm đúng là mang từ khoảng 5.000 đô la Mỹ trở lại mà thôi nhé. Đừng mang trên 5.000 đô la Mỹ. Nick nhắc lại là khâu xuất cảnh thường là bị hải quan Việt Nam kiểm tra chặt chẽ, ngặt nghèo hơn là nhập cảnh. Nhập cảnh như Nick đã nói và nhiều cô chú anh chị cũng đã chia sẻ, hầu như là họ không kiểm soát mang tiền về Việt Nam vài trên 5.000, ví dụ 6, 7.000, 10.000 nó thường là ok rồi vào chi tiêu. Cho nên chắc cũng có thể là vấn đề là họ hiểu mang vào để sử dụng tại Việt Nam thì rất tốt thôi. Nhưng mà mang ra là sẽ bị hạn chế bởi vì ngân hàng nhà nước Việt Nam sẽ hạn chế là chống cho vấn đề là chảy tiền ngoại tệ, nhất là đô la Mỹ ra khỏi Việt Nam, do đó hạn chế kiểm soát chặt chẽ hơn tại khâu hải quan khi xuất cảnh Việt Nam. Một câu hỏi quen thuộc khác đó là mang rượu và thuốc lá về Việt Nam được số lượng bao nhiêu? Xin thưa, đối với rượu từ 20 độ trở lên thì được xem là rượu mạnh, chúng ta được phép mang vào Việt Nam 1,5 lít. Có nghĩa là chúng ta mang khoảng 2 chai là ok. Ví dụ một chai 750 ml thì 2 chai là đúng 1,5 lít. Còn đối với rượu là dưới 20 độ thì chúng ta được phép mang 2 lít vào Việt Nam. Có thể là chai 750 ml thì ba chai nó đã trên 2 lít, đôi khi là cũng du di, vấn đề đó thường là cho qua. Tuy nhiên để đảm bảo thì chúng ta cũng nên mang 2 chai đúng 2 lít mà thôi. Hoặc là các thức uống có cồn như là bia hoặc là loại champagne thì được phép mang tối đa là 3 lít nhập cảnh vào Việt Nam. Còn đối với là thuốc lá quy định là vào Việt Nam hiện tại thì chúng ta được mang mỗi người là một cây thuốc lá, tương đương với 200 điếu thuốc lá. Một cây thường là có 10 gói, một gói thường là 20 điếu. Hiện tại quy định của pháp luật, quy định của Hải quan Việt Nam đó là 200 điếu thuốc lá hoặc là một cây thuốc lá nha. Còn đối với thuốc lá sợi thì là tương đương 250 gram cân nặng. Hoặc là đối với xì gà thì là 20 điếu xì gà. Đó là quy định về thuốc lá. Chúng ta mang trên là phải khai báo, và thường khai báo là chúng ta sẽ bị đóng thuế phần vượt trội này. Còn nếu chúng ta mang đúng số lượng quy định như Nick đã vừa nêu thì là chúng ta không cần phải khai báo. Đi vòng này đi đâu nữa, đi lại lại đâu nữa rồi.
Có một câu hỏi cũng khá là quen thuộc, đó là vấn đề mang thịt bò tươi về Việt Nam được hay không. Hôm nay Nick tiếp tục nhắc nhở lại để cô chú anh chị mình nắm rõ thêm thông tin. Thịt bò tươi hoặc là các loại thịt tươi đã nằm trong danh mục là hạn chế nhập cảnh bằng đường xách tay qua hành khách đi du lịch về Việt Nam. Do vậy thì cô chú anh chị mình, nếu mà chúng ta vẫn muốn mang về thì thứ nhất là có thể gặp hai trường hợp như thế này. Là chúng ta hên xui qua được, may mắn thì không bị làm khó làm dễ, ok. Nhưng trường hợp mà xui là chúng ta sẽ bị chặn lại kiểm tra. Bởi vì thịt tươi, ví dụ là thịt bò tươi nằm trong danh mục cấm nhập vào Việt Nam bằng đường xách tơi, thì khi đó hoặc là đóng tiền phạt hoặc là đóng tiền kiểm dịch, nói chung là sẽ phải đóng tiền rồi mới được mang qua. Thì vấn đề này Nick lưu ý nha, cho nên là tóm lại cũng không khuyến khích cô chú anh chị mình mang thịt bò tươi mà đóng thùng rồi đông lạnh nè. Chúng ta có thể thường là mọi người mang cả một thùng cho đã làm quà tặng cho người thân, để là mang từ phương xa về, ví dụ là thịt bò Mỹ, thịt bò Úc chẳng hạn, hay là ngay cả từ Nhật về mang thịt bò Kobe Nhật, rất là đắt tiền, đắt hơn rất nhiều so với thịt bò của Mỹ hay của Úc. Nhưng mà xem đó là đồ quý mang về thì như Nick đã nói là sẽ có thể gặp rắc rối, nhưng mà hiện tại trường hợp chúng ta xui nhiều hơn là may. Trước đây nhiều cô chú anh chị mình mang thịt bò tươi và vào nhập cảnh Việt Nam thoải mái, không bị vấn đề gì. Nhưng gần đây có nhiều người đã bị phạt rồi. Do đó Nick vẫn phải lưu ý, đó là luật có quy định rõ ràng. Do đó cô chú anh chị mình mà muốn may mắn như trước á, không bị vấn đề rắc rối thì chúng ta cứ mang về. Còn nếu mà chúng ta thấy là hơi bị phiền phức thì thôi, Nick khuyên không nên mang thịt bò tươi về Việt Nam trong thời gian này nhé. Và đối với thịt bò khô thì là chúng ta mang về Việt Nam được nè, hay là các loại thịt khác đã chế biến thành phẩm, đã chín và làm khô là xách về Việt Nam được. Rồi các loại nào tươi mang được, hiện tại thì trái cây tươi là vẫn còn mang về Việt Nam, chưa bị cấm. Cho nên là chúng ta có về Việt Nam xách những cái loại trái cây tươi theo mùa. Ví dụ như nó biết là cherry nè, cherry hiện tại sắp tới là mùa, đang mùa của Úc nè. Thì từ Úc về, quý bà con cô bác từ Úc về có thể là mua cherry. Cherry ở Việt Nam siêu thị có bán, nhưng mà thật sự là sách từ nước ngoài thì rất là quý. Mang chính gốc từ bển thì người Việt tại Việt Nam rất thích. Tại sao? Bởi vì cảm giác yên tâm, an toàn hơn. Thứ nhất là vệ sinh an toàn thực phẩm, không sợ là bị là cherry Trung Quốc, hay là không sợ bị thuốc về xịt trên trái cây mà quá số lượng quy định đó, ăn có thể bị trúng độc chẳng hạn. Cho nên là mang trái cây tươi từ nước ngoài về, nếu mà chúng ta không biết mang quà gì thì có thể mang trái cây cũng được. Đó, ví dụ là Úc sắp tới là có mùa cherry nè, mang đó là quà rất là quý đối với người Việt nha. Và vừa rồi đó là một số thông tin mà Nick nhắc lại trong video clip của ngày hôm nay. Bây giờ ít phút còn lại của video này, mời cô chú anh chị và các bạn tiếp tục theo dõi quang cảnh tại ga đến quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất ngày 20 tháng 11 năm 2022. Mỗi ngày càng đông thêm và vui hơn. Mỗi ngày thì sân bay Tân Sơn Nhất càng nhộn nhịp, náo nhiệt và đông bà con Việt kiều về thăm quê hương.
Và video clip tường thuật trực tiếp tại sân bay Tân Sơn Nhất vào buổi sáng và trưa ngày 20 tháng 11 năm 2022. Đến đây thì Nick xin tạm dừng. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy yêu thích thì cho Nick xin một like, chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video clip kỳ sau. Chào tạm biệt tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc một ngày cuối tuần bình yên, vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. We'll be right back.